Hôm nay Phát Auto xin giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm rất là tiện ích trên cái dòng xe Fadin, đó là cái màn hình Bravigo Pro. Như mọi người cũng đã thấy trên này, thì cái màn Bravigo Pro này á, thì cấu hình của nó là 4GB, bộ nhớ ngoài của nó là lên tới 64GB, chip 8 nhân, thì tốc độ xử lý của nó rất là mượt. Ngoài ra thì màn hình Bravigo này á, nó có nhiều cái tính năng rất là tiện dụng như là bản đồ dẫn đường, CH Play để tải những cái app như mình thích, rồi camera hành trình, gọi điện thoại Bluetooth định hướng, rồi YouTube, việc map dẫn đường và cảm biến xuất lốp. Thì cái này thì tính năng này thì được cài tích hợp sẵn trên màn hình Bravigo Pro. Ngoài ra thì cái màn hình này nó cũng được chủ xe tích hợp luôn, tại vì cái dòng xe Fadin này á, nó không có nút khiển trên cái màn hình, thì bên Phát Auto đã độ hai cái núm điều khiển hai bên, thứ nhất là âm lượng qua bài, thứ hai là nghe gọi, điều hướng này là định điều hướng bản đồ dẫn đường và cái màn hình chính của xe đó. Thì mình test thử cái tính năng ở trên cái khiển này ha. Dẫn đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Trường Sơn, phường 2, Tân Bình. Đang tìm đường đi phù hợp. Dẫn đường đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng Google Maps. Tìm đường đi phù hợp. Tốc độ xử lý cũng khá là nhạy. Này là tùy theo cái wifi, do mình wifi mình đậu xe ở xa cho nên là cái nhận tiếp nhận wifi nó hơi yếu, thì nó tải hơi chậm một chút xíu. Đó. Mở video Mỹ Tâm. Đang mở video bạn yêu cầu. Mở kênh VTV1. Mở kênh bạn yêu cầu. Cao cấp bởi bạn phải có trong. Mở kênh VTV3. Mở kênh bạn yêu cầu. Mở camera hành trình. Camera hành trình. Kiểm tra áp suất lốp. Kiểm tra cảm biến áp suất lốp. Nó rất là nhiều tính năng tiện ích mà mình sử dụng. Rồi tiếp theo thì mình xin giới thiệu tiếp một cái sản phẩm được tích hợp thêm trên cái màn hình Bravigo Pro này, đó chính là cam 360 độ 3D Sunfair View, được tích hợp có thêm một cái núm khiển đặt ở trên này, thì mình sẽ nhấn thử ha. Thì khi mà bấm một cái thì nó sẽ hiện ra camera. Thì nó khi mà mình xoay cái núm này, đó, mình xoay cái núm này thì nó sẽ hiển thị từng cái góc của cái mắt camera, đó, bên hông, hai bên, đó, hoặc là mình nhấn một cái nữa thì nó sẽ hiện ra toàn cảnh trên xe giả lập, nó sẽ giả lập thành một chiếc xe, đó. Rồi ví dụ mà mình không, khi mà mình tắt đi. Rồi khi mà mình xi nhan á, mình lấy xi nhan bên phải thì nó sẽ hiện lên camera bên phải, nó sẽ quan sát được cái cảnh trước, cái bên hông bên phải của xe, và toàn cảnh của xe bên này. Xi nhan bên trái thì cũng tương tự như vậy luôn. Cái mô hình 3D này nó có hiển thị xi nhan đầy đủ ở trên cái mô hình của xe luôn, nó giả lập theo đúng như cái xe của mình. Camera lùi. Có đánh lái, có góc đánh lái theo xe. Thì khi mà mình đánh lái thì camera sẽ liếc theo cái vô lăng của mình. Đó, thì để mình quan sát nó được rộng hơn. Ok. Rồi xin chào tất cả mọi người.